Xin chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu đế ốp ly hình hoa xinh xắn như thế này. Đây là mặt sau nè. Và đây là mặt trước. Đối với mẫu đế này các bạn cũng có thể thay đổi màu tùy thích để phù hợp với bộ ly mà các bạn đang sử dụng ha. Nó có thể phù hợp với nhiều loại ly ha. Đặt vào nè. Để làm được mẫu đế này mình sử dụng đó là len miêu cốt tông của 125g. Sợi len của mình là mát S và chữ đỏ. Độ dày của sợi len nằm trong tầm khoảng 1.75 cho đến 2mm. Và kim móc ở đây mình dùng đó là kim hai đầu, một đầu số 3 và một đầu số 4. Thì ở đây mình dùng đầu số 4, nó sẽ tương đương với kim 2.5mm ha. Những bạn nào mà không có mẫu kim này thì có thể so sánh đầu kim các bạn đang có so với sợi len. Khi đưa vào so sánh thì độ dày của đầu kim sẽ sắp xỉ bằng sợi len. Mũi móc của mình nó sẽ được chắc chắn hơn, sẽ giúp cho cái đế của mình nó được cứng cáp hơn ha. Ngoài ra thì mình còn dùng thêm kéo cắt len. Thì cái mẫu đế mình hướng dẫn ở đây có cái đường kính từ hai đỉnh của cái cánh hoa nè. Nó sẽ nằm trong tầm khoảng 10cm. Nó sẽ phù hợp cho những bộ ly có cái đường kính ở phía dưới đáy ly tầm khoảng 9cm đổ lại nha. Thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên thì cần tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Sau đó dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Khi đã có được một nút rồi, từ đây móc lên 5 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4 và 5. Có được 5 mũi móc xích rồi, ta di chuyển kim đến chân của mũi móc xích đầu tiên. Móc vào đó một mũi dời. Thì lúc này mình sẽ tạo được một cái vòng tròn nhỏ ở bên trong ha. Từ đây các bạn sẽ móc lên cho mình 4 mũi móc xích. 2 nè, 3 và 4. Có được 4 mũi móc xích rồi, ta móc vào cái vòng tròn mình tạo ở đây nè. Các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn. Được mũi kép đơn đầu tiên rồi, móc lên một mũi móc xích. Tiếp tục mũi kép đơn thứ hai. Lên một xích, mũi kép đơn thứ ba vào cùng cái vòng tròn ha. Lên một xích, làm tương tự cho mình cho đến khi mình được 11 mũi kép đơn ha. Và kết thúc các cái mũi kép đơn thì sẽ móc lên một xích nè. Tiếp tục mũi kép đơn thứ năm. Lên một xích, kép đơn thứ sáu, lên một xích, kép đơn thứ bảy, lên một xích, kép đơn thứ tám, lên một xích, tiếp tục mũi kép đơn thứ chín, lên một xích, kép đơn thứ mười, lên một xích, kép đơn thứ 11. Kết thúc cái mũi kép đơn thứ 11 thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích. 4 mũi móc xích mình gây nên đầu tiên thì ta sẽ lấy 3 mũi móc xích làm một mũi ha. Móc vào cái chân móc thứ 3 tính từ dưới lên, một mũi dời. Móc lên một xích. Như vậy là lúc này cái vòng tròn của mình nó sẽ tạo ra được tổng cộng là 12 khoảng trống ha. 12 khoảng trống ở giữa các cái mũi kép đơn nè. Thì 12 khoảng trống này các bạn sẽ móc cho mình vào khoảng trống đầu tiên là cái khoảng trống của 4 xích với mũi kép đơn á. Móc vào đó 2 mũi móc đơn ha. 1 2, tiếp tục khoảng trống thứ hai làm tương tự, 2 mũi móc đơn. Sau đó mình sẽ móc tương tự cho các khoảng trống còn lại cho đến cuối. Khoảng trống thứ ba nè. Tiếp tục khoảng trống thứ tư 2 mũi móc đơn. Khoảng trống thứ năm móc 2 mũi móc đơn. Khoảng trống thứ 12 là khoảng trống cuối cùng cũng móc 2 mũi móc đơn. Khi móc được đến cuối vòng móc rồi, ta đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc vào một mũi dời. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Lúc này mình sẽ thay màu nên ở đây mình sẽ cắt len ha. Phía dưới mình sẽ tạo ra được 24 mũi móc đơn tương đương với 24 chân móc. Thì vòng kế tiếp các bạn thay màu, tạo cho mình một nút. Khi đã có được một nút rồi nè, các bạn sẽ đưa kim cho mình đến cái vòng tròn ta tạo ở đây. Thì ở cái sợi len thừa của phần màu trắng nè, phía sau của nó sẽ là một cái chân móc của mũi dời kết thúc vòng phía dưới. Thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân của mũi dời đó. Sau đó mình sẽ kéo nút vừa tạo qua chân móc. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên ở phía dưới. Tức là cái chân ta móc mũi dời kết thúc ha, móc vào một mũi móc đơn. Được mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi, móc lên 2 mũi móc xích.
móc vào chân kế tiếp một mũi kép đơn, tiếp tục móc lên hai mũi xích, móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn. Khi móc lưu ý giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc để ta cắt len không phải giấu len nhiều ha. Tiếp tục móc lên hai mũi móc xích, chân kế tiếp móc một mũi kép đơn, lên hai mũi xích, chân tiếp theo móc một mũi đơn. Ta sẽ tạo ra được những cái cánh như thế này. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến cuối ha. Cứ lên hai xích, chân kế bên một kép đơn thì tiếp tục lên hai xích, chân kế tiếp sẽ là mũi móc đơn. Móc tương tự đến cuối. Hai xích nè, mũi kép đơn. Hai xích, mũi móc đơn. Khi móc đến những cái chân móc cuối cùng có cái sợi len thừa màu trắng thì các bạn cũng móc dấu cho mình vào trong mũi móc ha. Lên hai xích tiếp tục kép đơn nè. Lên hai xích tiếp tục móc đơn. Lên hai xích tiếp tục kép đơn. Ta sẽ tạo ra được tổng cộng là 12 cái cánh như thế này ha. Thì ở cái chân móc cuối cùng mình móc mũi kép đơn rồi nè, các bạn tiếp tục móc lên cho mình hai mũi móc xích. Ban đầu ở đây mình gây nên một mũi móc đơn. Ta đâm kim vào chân mũi móc đơn đó, móc một mũi giờ để mình kết thúc vòng này. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Ta tiếp tục thay màu nên các bạn sẽ cắt len cho mình ha. Ta có được một cái vòng tròn với 12 cái cánh liên tiếp với nhau. Thì để tiếp tục thay màu, các bạn cũng tạo cho mình một nút ở sợi len màu đỏ. Ở cái phần cánh mà mình vừa tạo ở bên này nè, ta có chân móc của mũi kép đơn, chân móc của mũi móc đơn liên tiếp với nhau ha. Thì các bạn có thể chọn cho mình một chân móc bất kỳ. Ở đây mình sẽ chọn chân của mũi đơn bất kỳ ha. Đâm kim vào chân mũi đơn đó, sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Để giấu luôn cái sợi len thừa này, các bạn sẽ đẩy cho mình cái sợi len thừa này vào chính giữa kim với sợi len. Sau đó móc lên mũi xích thứ hai. Tiếp tục đẩy sợi len ngược về lại mũi xích thứ ba, tương tự ha, đẩy về ngược lại mũi xích thứ tư và tiếp tục đẩy về ngược lại mũi xích thứ năm. Có được 5 mũi xích rồi, tiếp tục móc vào cái chân đó một mũi kép đơn. Ta sẽ có được một họa tiết như thế này. Kế tiếp ta sẽ đâm kim vào chân của mũi kép đơn kế bên và móc vào đó một mũi móc đơn. Chân kế tiếp sẽ là chân của mũi móc đơn. Chân của mũi móc đơn móc cho mình một kép đơn, hai mũi xích và một kép đơn. Như vậy là chân mũi móc đơn ta có một kép, hai xích và một kép. Thì chân của mũi kép đơn ta sẽ móc mũi móc đơn ha. Nó sẽ xen kẽ như thế này. Các bạn cứ móc tương tự cho mình cho đến cuối. Chân của mũi đơn thì móc một kép, hai xích và một kép. Còn chân của mũi kép đơn thì móc một mũi móc đơn. Khi đã móc được đến cuối vòng thì ta sẽ có được một cái họa tiết như thế này. Ở cái điểm cuối cùng á, ta sẽ chạm với cái 5 mũi xích mà mình gây nên đầu tiên ở đây, thì các bạn đếm cho mình mũi xích thứ ba tính từ dưới lên, móc vào đó một mũi giờ để mình kết thúc cái vòng đỏ này ha. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tạo cái phần cánh ở phía ngoài. Mũi móc của mình lúc này đang nằm ở chính giữa của họa tiết này thì móc cho mình vào đây một mũi nửa kép, một mũi kép đơn. Sau đó từ đây móc lên 3 mũi móc xích. 1, 2 và 3, đâm kim vào chân của cái mũi sát ở đây nè, sát cái mũi kép đơn này nè, có một cái đường móc ở đây, móc vào đây một mũi dời.
Sau đó tiếp tục hạ cái độ cao của mũi móc bằng cách móc vào khoảng trống đó một kép đơn. Sau đó là một mũi nửa kép. Đây, như vậy là chính giữa ta sẽ tạo ra được một cái cánh như thế này. Thì chân kế tiếp là chân của mũi đơn. Chân mũi đơn thì móc một mũi móc đơn. Làm tương tự cho mình ha, ta sẽ móc vào khoảng trống nè. Chân móc đơn, khoảng trống, chân móc đơn thì khoảng trống móc cho mình mũi nửa kép, mũi kép đơn. Lên 3 mũi xích. Móc vào cái chân sát cái mũi kép đơn đó một mũi dời. Tiếp tục làm một mũi kép đơn và một mũi nửa kép để hạ độ cao của mũi móc. Sau đó đâm kim vào chân mũi móc đơn kế bên và móc vào một mũi móc đơn. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến hết vòng ha. Ta sẽ tạo ra được những cái cánh như thế này. Khoảng trống nè, móc mũi nửa kép, mũi kép đơn. Lên 3 mũi xích. Móc mũi dời vào chân sát mũi kép đơn. Tiếp tục mũi kép đơn. Mũi nửa kép. Đâm kim vào chân mũi móc đơn kế bên, móc một mũi móc đơn. Sau khi đã móc cho mình được đến cuối vòng rồi nè, lúc này ban đầu ở cái chân móc cuối cùng của mình á, mình móc cái họa tiết cánh rồi, còn lại một chân mũi móc đơn cuối cùng thì móc một mũi móc đơn. Sau đó mình sẽ đâm kim vào chân của mũi nửa kép ta móc đầu tiên, móc vào đó một mũi dời. Từ đây mình sẽ tiến hành kéo dài sợi len và cắt len. Sợi len thừa lúc này đang nằm ở mặt phải của sản phẩm nè, đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc mình vừa móc mũi dời là chân của mũi nửa kép. Kéo sợi len thừa ra phía sau. Và mình sẽ giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc màu đỏ ha. Mẫu này thì các bạn cũng có thể thay đổi màu tùy thích để phù hợp với bộ ly mà các bạn đang sử dụng. Chúc các bạn thành công khi thực hiện mẫu đế này. Và nếu có điểm nào thắc mắc thì có thể để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc ha.